Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya, chương 54. Nàng ngửa đầu nở nụ cười, cảm thấy thoáng cái đã sáng tỏ thông suốt. Thần thanh khí sảng, gánh nặng đẻ ép nhiều ngày nặng trịch trong ngực lập tức biến mất. Cười đến vui sướng không gì sánh được. Còn sống, còn sống thật tốt quá, lại còn sống. Phúc Toàn không biết nói cái gì, đầu đầy sương mờ nhìn thiên kim xích vương ngồi ở đằng kia, vừa lẩm bẩm vừa cười một mình như một đứa ngốc. Thật tốt quá, Uyên, Uyên huynh ấy còn sống. Cách một chiếc rẻm rất sâu, có một người ở nội đường đang lặng lặng nghe tiếng cười của nàng. Cục cục, con chim trắng bên cạnh khẽ kêu một tiếng, dưng mắt nhìn sắc mặt y, có chút vẻ lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà thời ảnh ngồi ở sâu trong phủ tổng đốc Diệp Thành, nghe tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc quen thuộc, sắc mặt lại trầm tĩnh như nước, không có chút gợn sóng nào. Nàng cười vui vẻ đến như vậy, vui vẻ giống như một chuỗi chuông bạc vang lên ở góc nhà, hướng thẳng đến trời cao, khiến người nghe cũng cảm thấy trong lòng sảng khoái. Chứng tỏ trong hơn một tháng này, nàng cũng đã phải chịu đựng không ít dằn vặt và dày vò đây cho nên giờ khác áp lực được cởi bỏ mới có thể cười vui như vậy. Thì ra trong lòng của nàng thật sự coi trọng giao nhân kia hơn bất cứ thứ gì. Có điều, vì sao sư phụ lại phải gạt ta, còn nói chờ ta tới tìm người báo thù. Cười vang một trận chu nhan mới nghĩ tới vấn đề này, thì thầm một tiếng có chút không giải thích được. Nếu như Uyên không chết, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết mà, tại sao người lại cố ý nói như vậy ở phía sau rèm thời ảnh hơi cúi đầu nhìn thẻ ngọc trong tay không lộ vẻ gì chủng minh dương bốn con mắt nhìn y một cái lại bày ra dáng vẻ hiểu rõ bỏ đi sư phụ luôn luôn mặt lạnh lại ít nói đoán chừng là lười giải thích với ta những chuyện này đi bên ngoài chú nhan lại thì thầm một tiếng để uyên chạy đại khái người cũng cảm thấy mất mặt cho nên không chịu nói đây thực sự là chết cũng giữ mặt mũi mà Trùng Minh cục cục một tiếng, dương bốn con mắt nhìn người bên cạnh một chút, dùng mỏ đẩy tay y ra. Người xem, người xem, người ta đều cười thành cái gì rồi. Ý nghĩ trong lòng nếu còn không nói ra, với cái tính cầu thả của nha đầu chết tiệt kia, phòng trưởng kiếp sau cũng không hiểu nổi tâm ý của ngươi đâu. Nhưng mà tay áo thời ảnh phất một cái, đẩy con thần điệu lắm điểu sang một bên, mặt lạnh không nói lời nào bên ngoài chu nhan đang nói mấy câu không suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì đã xảy ra lại cảm thấy may mắn vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm thật tốt quá nếu uyên không chết ta cũng sẽ không cần tìm sư phụ báo thù ấy nói lời thật lòng ta vừa nghĩ đến chuyện đánh nhau với sư phụ thì chân đã nhũn ra rồi hả phúc toàn ở một bên nghe nàng cười khì khì thì đầu đầy hơi xương phía sau rèm trùng minh nghe được cũng lắc đầu trong mắt lộ đầy vẻ trào phúng Vốn là nghĩ cho dù ta đánh không lại Bị sư phụ giết cũng tốt thôi Chu Nhan lắc đầu thở dài Hiện tại hình như cũng không cần chết nữa Câu cuối cùng của nàng nhẹ nhàng vô cùng Người phía sau rèm bỗng nhiên chấn động Hả? Quận chúa còn có một sư phụ Phúc Toàn nghe được không đầu không đuôi Chỉ có thể cười làm lành miễn cưỡng nói tiếp trọng tâm câu chuyện Nhất định là một nhân vật rất giỏi Đương nhiên chu nhan nở nụ cười tự hào đầy cõi lòng sư phụ ta chính là người lợi hại nhất cái vân hoàng này đấy ở phía sau rèm ngón tay thời ảnh chậm rãi gõ trên thẻ ngọc vẫn không nói gì ấy chu nhan ở bên ngoài lại thở dài không biết nhớ ra cái gì lo lắng có điều đợi lần sau gặp lại người nhất định là lại muốn đánh ta rắc rối ta đây gây ra cũng lớn lắm đúng vậy Ai kêu ngày đó nàng đầu óc mê muội còn la hét kêu báo thù cho Uyên, muốn giết sư phụ. Phải rồi, còn nữa. Cầu nịnh hót bừa bãi lúc trước cũng bị người biết rồi. Trời ạ, à, lúc đó không nghĩ hiện tại nhớ lại khi đó biểu cảm của sư phụ đáng sợ cỡ nào chứ. Nàng kinh ngạc nghĩ lại không khỏi dùng mình. Bỏ đi, nếu sư phụ không có giết Uyên thì không có chuyện gì nữa. Dù sao nàng cũng không cần tìm ý báo thù, cũng không cần người chết ta sống, cùng lắm ăn mấy trận đòn nhõm nhẽo nịnh nọt phòng chừng sư phụ cũng sẽ giống như trước đây mà tha lỗi cho mình thôi lòng nàng tràn đầy sung sướng đứng lên đưa tay cầm lệnh truy nã nói với phúc toàn này không sao rồi phải rồi đợi bạch phong lân trở về ngươi nói với hắn ta muốn đi đế đô một chuyến muốn hỏi xin hắn thủ lệnh ra khỏi thành lát nữa ngươi kêu hắn chuẩn bị cho xong đi ngày mai ta trở lại đấy nàng nói đến gọn gàng dứt khoát chỉ coi thống lĩnh tổng đốc diệp thành là một người thường cho nàng hô tới quát lui quận chúa phải ra khỏi thành ạ à? phúc toàn vô cùng kinh ngạc nhưng không dám chất vấn chỉ có thể luôn miệng đồng ý được chờ tổng đốc đại nhân trở về thuộc hạ nhất định bẩm báo ừ cảm ơn nhé chủ nhàn tâm tình tốt cười híp mát xoay người rời đi nàng xoay người chuẩn bị rời đi bên ngoài dương quang cuối xuân xuyên thấu qua rèm cửa sổ nhàn nhạt, nhạt chiếu rọi ở trên người nàng khiến thiếu nữ này giống như đi trong mây tía xinh đẹp vô ngần nhìn thấy nàng muốn đi trong phòng trụng minh dùng mỏ đẩy cánh tay thời ảnh một cái bốn con mắt chuyển động nhanh như chớp gấp đến độ trong miệng đều sắp bật ra tiếng người rồi nhưng mà thần quan mặc áo bào trắng ngồi ở chỗ tối trong tay nắm chặt thẻ ngọc cúi đầu nhìn lòng bàn tay vẫn như cũ không nói một lời con gái dinh vương tâm tình thật tốt nhảy tung tăng đi ra ngoài nhưng mà vừa mới đi tới bên bậc thang bỗng nhiên cảm giác phía sau có một đạo kình phong kéo tới ai nàng lấy làm kinh hãi không kịp quay đầu không chút nghĩ ngợi giơ tay lên kết ngay một cái ấn mấy ngày nay pháp thuật của nàng đột nhiên tăng mạnh phất tay một cái đã dựng thành lá chắn kiên cố có vật gì vừa xẹt qua đụng phải kết giới vô hình lập tức phát ra một tiếng vang nặng nề té xuống đất toàn bộ kết giới đều rung lên ờ nàng tập trung nhìn vào không khỏi la thất thanh chim chim bốn mắt quả nhiên có bốn con mắt màu đỏ cách kết giới trong suốt chừng mắt nhìn nàng chuyển động nhanh như chớp phẫn nộ mà hung ác. Mới nháy mắt vừa rồi, trùng minh hóa thành con chim nhỏ cỡ người tuyết, muốn đi tới ngậm vặt áo của nàng, kết quả lại đụng đầu vào kết giới. Gần như bị đụng đến vẹo cả mỏ rồi. Xin, xin lỗi. Chu Nhan vội vã phất tay giải kết giới, ôm nó vào trong lòng, giơ ngón tay lên, chỉnh lại cái mỏ bị lệch của trùng minh về như cũ. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thần điệu tức giận mổ vào mũ bàn tay nàng một cái. Nàng đau đến nhìn không được kêu lên một tiếng. Ai biết ngươi lại ở chỗ này chứ Còn không nói tiếng nào đã bắt đầu cắn ta Ta đây là ngộ thương ngươi thôi Chu nhan giận dữ nói thầm phảng phất bỗng nhớ ra cái gì đó Đột nhiên đổi sắc mặt thốt lên Úi nếu nếu người đã ở chỗ này Như vậy sư phụ người Chẳng phải người cũng Nói được phân nửa Nàng không nói được gì nữa Há to miệng kinh ngạc nhìn vào gian phòng Phía sau cửa lớn Sâu sau rèm tre, một nam từ trẻ tuổi ngồi im trong bóng tối, đang im lặng nhìn nàng ánh mắt sắc bén, gò má vắng vẻ như giếng cổ, không có một tia biểu cảm. Sư, sư phụ! Trong một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, gần như muốn quỳ xuống ngay tại chỗ. Nếu như không phải trùng minh kéo chặt lên vạt áo của nàng, chu nhan gần như muốn bỏ chạy theo bản năng rồi. Mà sau thời khắc kinh hãi ban đầu, đầu óc của nàng khôi phục lại chút chi giác ở trên mặt vẽ ra một nụ cười nịnh nọt ho khan một tiếng nhích từng tí một qua muốn nghĩ lời cầu xin tha thứ cho thật hay ho vào đúng nếu đã gây họa chọc giận sư phụ rồi cũng không thể giúp đầu trốn cả đời được nếu sớm muộn cũng phải qua cửa ải này chọn ngày không bằng gặp ngày hôm nay gặp được không bằng kiên trì qua cầu xin tha thứ đi cứ với cái thái độ của sư phụ đối với mình trước kia thì cứ ăn no một trận đòn phòng chừng cũng tốt rồi Ờ, vị này là... Là Tâm Phúc. Phúc Toàn đương nhiên cũng biết, gần đây Tổng đốc Đại Nhân tiếp đãi một vị khách quý trong viện sâu. Nhưng mà thân phận đối phương thần bí, Tổng đốc Đại Nhân cũng không cho tôi tớ đi vào, nên lúc này cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng dấp vị khách quý này. Không khỏi có chút luống cuống, không biết có nên ngăn cản quận chúa hay không nhưng mà bên này chu nhan vừa trưng bộ mặt tươi cười đi vào trong phòng không đợi nàng cất được tiếng nào thời ảnh đã đứng khỏi sạp cũng không thấy nhấc chân trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng sư sư phụ chu nhan theo bản năng hít một hơi lạnh lui về sau một bước nhưng mà phía sau lại như dựa vào một bức tường vô hình không thể lùi lại được nữa nàng chỉ cảm thấy lưng mình lạnh lẽo người người muốn làm gì lặng thinh trừng mắt nhìn nàng như vậy không phải muốn đánh mình chứ? Nàng sợ đến ngực giật thột sắc mặt trắng bệch, nhích đến bên cạnh Phúc Toàn một chút như muốn xin giúp đỡ. Nhưng mà kỳ lạ chính là trong khoảnh khắc, vị da bọc gần trong gang tắc kia bỗng nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của nàng. chu Nhan hít sâu một hơi lạnh, biết sư phụ đã bày thiên la địa võng ngăn cách hết thảy chung quanh, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi đường nhìn, cắn răng một cái. Bỗng nhiên cúi đầu, quỳ sụp xuống đất, dùng thái độ chấp nhận ăn đòn, nhận tội, cúi đầu cả tiếng xin sỏ. Sư sư phụ tha mạng, đồ nhi biết sai rồi. Nói dứt lời, nàng ngừng thở đợi trả lời. Ngực tính toán nếu như sư phụ hỏi nàng sai ở chỗ nào thì trả lời ngay. Động thủ với sư tôn nói năng lỗ mãng tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà bên tai im phang phắc, không hề có âm thanh gì. Nàng nghĩ sư phụ còn đang tức giận, lưng lạnh lẽo không dám ngẩng đầu, vội vã cúi đầu cả tiếng hô lần thứ hai đồ nhi biết sai rồi cầu cầu xin sư phụ tha thứ muốn mắng muốn đánh tuyệt không oán giận nhưng mà lời nói ra rồi xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh thời ảnh vẫn không trả lời tim chu nhan đật loạn xạ cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra toàn thân thấm ướt cả quần nàng cúi đầu miên man suy nghĩ lại thấy bóng trắng nơi khóe mắt khẽ động lòng đang vui vẻ nghĩ sư phụ định đưa tay kéo nàng đứng dậy nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện là trùng minh bay lên dùng mỏ kéo lấy váy của nàng dốc sức kéo nàng đứng lên thần điệu bốn mắt nhìn nàng trong đồng tử màu đỏ như máu tràn đầy lo lắng làm sao vậy nó muốn bảo mình đừng làm như vậy sao tại sao sư phụ không nói lời nào vì để cho sư phụ bớt giận nàng vừa bước lên đã hành đại lễ lớn như thế phải biết rằng sau khi rời khỏi núi cửu nghi nàng gần như không hề quỳ trước mặt bất cứ ai nữa cho dù là lúc phụ vương cuồng nộ muốn đánh gãy chân của nàng nàng cũng tuyệt không khuất phục lúc này nàng đã hy sinh lớn như vậy gần như vứt bỏ hết thể diện và khi thế rồi chẳng lẽ y còn không chịu tha thứ cho nàng sao chu nhan cẩn thận ngẩng đầu lại đối mặt với một đôi mắt lặng thinh thời ảnh đứng ở bên cạnh lại vẫn là không nói gì cũng không hỏi sai ở chỗ nào như nàng đã đoán chỉ cứ lặng yên nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén mà xa lạ khiến lòng chu nhan lạnh lẽo có một loại sợ hãi không thể giải thích được nguy rồi sư phụ sư phụ lần này xem ra thực sự tức giận lắm rồi tiếng cục cục của trùng minh dần chuyển thành lo lắng cố sức kéo nàng muốn nàng đứng lên nhưng mà thời ảnh khẽ cao mày ống tay áo phất một cái lập tức quét con chim thần thích xía vào chuyện của người khác này lăn qua một bên sau đó đến gần một bước quay về phía nàng vươn tay ra rốt cuộc mở miệng nói ra ba chữ trả lại cho ta chu nhan theo bản năng run run một cái lắp bắp hỏi trả trả người cái gì ngọc cốt giọng nói của thời ảnh lạnh lùng mà bình tĩnh đừng mà chu nhan lập tức cả kinh rụt lại bật thốt lên rõ ràng rõ ràng là người đã tặng cho con người người tặng cho con năm 13 tuổi ấy sao còn có thể đòi về mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết chu nhan của tác giả thương nguyệt tại kênh youtube kể chuyện đêm khuya chương 55 Thời ảnh lạnh lùng nói Không cầm về chẳng lẽ còn cho ngươi giữ lại nó tới giết ta sao Sư sư phụ Nàng run lên trong giây lát hiểu ra lạnh ý trong mắt y Sau lưng lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh lắp bắp Làm làm sao làm sao đồ nhi dám à, Trước nay ngươi không sợ trời không sợ đất Có cái gì mà không dám Thời ảnh cười lạnh một tiếng, giọng nói bình tĩnh, nhìn thoáng qua lệnh truy nã nàng cầm trong tay, đột nhiên nói. Nếu như hôm nay ngươi không thấy được vật này, lúc này nhìn thấy ta, có phải sẽ nhảy lên báo thù cho hắn hay không? Giọng nói của y rất lạnh nhạt lại bình tĩnh như nước sâu, làm cho lòng người phát lạnh. Chu Nhan sừng sốt nhưng lại không lời chống đỡ. Đúng, nếu như Uyên thật sự đã chết rồi, nói không chừng lúc này nàng vừa nhìn thấy sư phụ đã lửa giận hừng hừng sốc lên liều mạng thế nhưng cảm tạ trời đất không phải mọi chuyện đều không xảy ra sao vì sao sư phụ cứ xoắn mãi vấn đề này không tha chứ nguy rồi lúc này nàng nên xin tha kiểu gì y mới bằng lòng buông tha cho nàng đây nàng trưng vẻ mặt cầu xin ủ rũ ngày ngày đó con thuận miệng nói lung tung thôi mà người chớ coi là thật khi sư diệt tổ những lời như vậy cũng có thể thuận miệng nói lung tung thời ảnh bất động thanh sắc giọng nói vẫn bình tĩnh mà sắc bén như cũ không có chút dấu hiệu buông lỏng nào. Khi đó, con thật sự muốn giết ta, đúng không? Đỗ Nhi tuổi còn nhỏ ăn nói lung tung, người người là đại nhân chớ chấp tiểu nhân mà, tuyệt đối đừng để trong lòng. Chu Nhan lắp bắp mở miệng, cố gắng bày ra bộ mặt tươi cười. Con con nào dám động thủ với người đâu, với ba cái công phu mèo cào này của con còn không lập tức bị sư phụ đánh cho bẹp dí sao? Thế à? Y nhìn nàng một cái như thể lập tức thấy rõ những đổi thay gần đây của nàng. Thở ơ nói, không cần quá mức khiêm tốn, người tiến bộ rất nhanh. Với năng lực bây giờ nếu động thủ với ta thì chỉ ít cũng có thể chống đỗ trong một khắc thời gian. Nếu như nắm giữ ngọc cốt thật sự, thậm chí có thể đấu với ta một trận. Chỉ tiếc. Ngón tay y khẽ động, chu nhan bỗng thấy trên đầu khẽ động. Ngọc cốt vút một cái từ đầu nàng nhảy ra, bay về phía lòng bàn tay thời ảnh. Sư phụ, Nàng hô lên một tiếng liều lĩnh nhào tới Bắt lại ngọc cốt Đừng mà May quá nàng vung tay còn bắt được đuôi ngọc cốt Cây châm kia hơi nhún nhảy trong lòng bàn tay nàng Tựa như bị một sợi dây vô hình nắm giữ Cố gắng muốn tránh thoát Nàng dốc hết sức lực nắm chặt ngọc cốt Chống lại sức mạnh đang kéo nó đi Nhất thời không cách nào mở miệng Nói lời cầu xin nữa Nhưng mà trận kéo co ngắn ngủi này Cuối cùng vẫn thất bại Khi sức lực trong người nàng đã cạn kiệt Vút một tiếng, ngọc cốt như mũi tên từ trong lòng bàn tay nàng bay đi về tới tay thời ảnh. Trên mũi châm trong suốt sáng tỏ còn dướm một vết máu đỏ sẫm, đó là vết tích cắt từ bàn tay nàng. Một tia máu thấm vào ngọc cốt, trong nháy mắt biến mất không vết tích. Thời ảnh cúi đầu nhìn cây châm trong tay, ánh mắt phức tạp, yên lặng không nói gì. Thì ra, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy lúc nàng đi y đã tặng nàng cây châm này vén mái tóc dài lên cho nàng con ngươi của nàng phản chiếu trong suốt trong gương đồng vẻ mặt lại ngây thơ hoàn toàn không hiểu gì mấy về món quà quý giá này cây châm này truyền lưu từ thời viễn cổ bắt đầu từ hoàng hậu bạch vi rồi cứ truyền dần lại qua các đời hoàng hậu không tang sau khi mẫu thân qua đời phụ vương cầm đi thần giới hậu thổ trong tay bà cũng tước đoạt thân phận của bà nhưng mà cây châm này lại được giữ lại đó là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho y Y đã từng trịnh trọng giao lại nó cho thiếu nữ kia Đồng thời thứ mà y ký gửi chính là vật chân quý nhất trong lòng Thế nhưng, cách nhiều năm như vậy Vật đổi sao rời, đến cuối cùng lại phát hiện Thì ra, tất cả chẳng qua chỉ là mình nhất xương tình nguyện Buồn cười biết bao, ngu xuẩn cỡ nào Y không nói gì chỉ thu hồi cây chấp này Để yên lặng trong lòng bàn tay tựa như muốn nắm chặt cõi lòng đã tự lúc nào vỡ vụn thành nhiều mảnh sư phụ chu nhan lảo đảo ngã nhào xuống đất thấy vẻ mặt của y như thế cõi lòng không tự chủ được mà buồn thiu đúng vậy sự thinh lặng này thậm chí còn dọa người hơn là sự tức giận y nhìn nàng một cái khẽ nhúc nhích chân muốn rời khỏi chuyện đó làm cho chu nhan dùng mình quên cả đứng lên cứ thế té nhào qua Bỏ trên đất bắt chéo áo của y lại Thất thanh nói Sư phụ, người người sẽ không vứt bỏ con như vậy chứ Hình như y cũng bị những lời này Làm cho run lên một chút cúi đầu nhìn nàng Nàng rất thông minh Không cần y mở miệng thì đã đoán được lúc này Y đã hạ quyết tâm Là, là con không tốt Tất cả đều là lỗi của con không nghe được y phủ nhận câu nào trong lòng chu nhan còn sợ hơn giọng nói cũng run rẩy nếu nếu người tức giận thì cứ đánh cho đổ nhi một trận là được, con tuyệt đối sẽ không kêu đau tiếng nào. Nhưng, nhưng tuyệt đối đừng bỏ rơi con mà. Thời ảnh vẫn không nói gì, chỉ lui về phía sau một bước. Chu Nhan túm chặt lấy vạt áo của y, thế nào cũng không chịu buông tay, thậm chí cả người cũng bị y lôi về phía trước một bước. Buông tay. Rốt cuộc y cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng, lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa. Không, không buông nàng bị kéo đi nằm trên mặt đất tóm chặt y phục của y tóc tay bù xù nhếch nhác thảm hại nhưng nhất định không chịu buông tay sư phụ không tha thứ thì con sẽ không buông tay cho dù cho dù đánh chết con con cũng không đứng dậy dù sao dù sao sư phụ cũng không cần con nữa con sống có ý nghĩa gì chứ ban đầu nàng chỉ định chơi trò ăn vạ nhưng nói xong lời cuối cùng thật sự động lòng giọng nói nghẹn ngào viền mắt đỏ hoe Thời ảnh thấy dáng vẻ chật vật này của nàng ánh mắt thoáng có chút dao động, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như trước. Khóc cái gì? Ta cũng không có loại đồ đệ khi sư diệt tổ này. Đứng lên cho ta. Chu nhàn luôn luôn hiểu rõ tính tình sư phụ, biết trong lòng y buông lỏng vội vã vừa đứng lên vừa cười làm lành. Sư phụ nói gì vậy? Một ngày là thầy suốt đời là cha, có cho đổ nhi mười lá gan còn cũng không dám khi sư diệt tổ đâu mà. Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Thời ảnh hơi chấn động một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở lại lạnh lẽo mà nghiêm khắc. Trong lòng nàng giật thột, không biết lời nói này chỗ nào không đúng. Đầu óc nghĩ thật nhanh, vừa muốn nói gì, đã thấy sư phụ phất vạt áo, bạch quang trước mắt lóe lên. Dẹt một tiếng, tay nàng đã nhẹ đi một chút, cả người té trên mặt đất, ngã đến miệng gặm đất. Nàng siêu siêu vẹo vẹo ngừng đầu, thấy sư phụ cầm ngọc cốt trong tay, chỗ ngọc cốt cắt qua thì vạt áo đã rách, chu nhan nắm nửa miếng vạt áo không khỏi đần thối ra bật thốt lên sư phụ người người làm gì chứ chẳng lẽ muốn cắt áo đoạn tình với con sao dừng một chút nàng vội vã bày ra gương mặt tươi cười chắc chắn là sư phụ không bỏ được phải không Hỷ hả ít thôi thời ảnh nhìn nàng giọng nói nghiêm khắc hiếm thấy mang theo xương giá gần rõ mỗi chữ mỗi câu bây giờ ngươi dám cười nói hì hả với ta chẳng qua chỉ là vì ta không thật sự giết tên giao nhân kia mà thôi đừng có cười quá sớm ngươi cho là chuyện này cứ như vậy tính sao nói cho ngươi biết cái tên giao nhân kia ta nhất định sẽ giết sư phụ chu nhan hít một hơi lạnh bỗng nhiên nhảy dựng lên người nói thật sao ta từng nói đùa bao giờ chưa thời ảnh nhìn đệ tử sắc mặt trắng bệch lạnh lùng nói mấy ngày nay ta yêu cầu tổng đốc diệp thành phong thành tìm người chính là để tìm hắn Toàn bộ phục quốc quân bị vây ở thành Nam, dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, đã trụ không được mấy ngày rồi. Cái gì? Bạch Phong Lân phong thành thì ra, thì ra là do người chỉ điểm. Chu Nhan càng nghe lòng càng nặng chịu, nhịn không được dậm chất một cái, thất thanh nói. Sư phụ, người, người sao cứ phải giết Uyên chứ? Hai người không quen nhau mà, rốt cuộc có thù án gì phải báo chứ? Thời ảnh ngừng một chút, lạnh lùng trả lời. Chỉ Uyên là kẻ đứng đầu phục quốc quân, về công về tư đều phải giết. Thế nhưng sư phụ người cùng lắm chỉ là một thần quan mà thôi, người xuất gia không phải là không hỏi quốc sự sao? Chu Nhan quính lên, đã quên mất nói chuyện phải uyển chuyển gần như bật thốt ra. Đây là chuyện của đế quân Lục Vương và kiêu kỵ binh, có liên quan gì đến người chứ? Thời ảnh nhìn đệ tử đang thở gấp, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên ý cười nhạt, hỏi Thế nào? Người muốn biết nguyên nhân như vậy? Nếu như ta có nguyên nhân chính đáng, người sẽ không ý kiến gì nữa đúng không? Ơ à... Chu Nhan trần trừ một chút, lập tức gật đầu. Phải. Tốt lắm. Ta sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Thời ảnh nhìn nàng, co một ngón tay lại, gần từng câu từng chữ. Thứ nhất, ta thân là đích trường tử của bác miện đế, trên người chảy dòng máu đế vương. Tất cả mọi chuyện ở cõi vân hoang, đương nhiên đều liên quan đến ta. Chu Nhan thất kinh giống như bị sét đánh lắp bắp. Cái gì? Người, người là nhi tử của đế quân. Không để ý đến nỗi kinh ngạc của nàng, thời ảnh tiếp tục từ tố nói. Thứ hai, lý do ta nhằm vào phục quốc quân là bởi vì ta và đại ti mệnh đều tiên đoán được, không tang. Không lâu sau sẽ có đại nạn ập đến, mà tai họa diệt vong toàn bộ không tang sẽ là do bộ tộc giao nhân mang đến. Cái, cái gì? Chu Nhan gần như đã không nói ra lời. Thật hay giả? đương nhiên là thật. Thời ảnh nhìn sâu vào đệ tử đang trợn mắt há mồm vẫn gợn sóng không sợ hãi như trước nhàn nhạt hỏi hiện tại người thấy ta đã có đầy đủ lý do để giết kẻ kia chưa? Chu nhan sững sợ ở đó hồi lâu không nói gì thật thật vậy sao? qua hồi lâu nàng rốt cuộc mới hết sức bật ra một câu nói người người là hoàng tử giao nhân sẽ làm chúng ta vong quốc có thể nào có thể nào sai rồi không? Thời ảnh nhíu mày một cái. Ngươi là nói vấn đề thứ nhất hay là nói vấn đề thứ hai? Cả hai. Đúng. Nói như vậy mẹ người, mẹ người chẳng phải là Bạch Yên Hoàng hậu sao? Nàng nhảy dựng lên như bị đạp vào cái đuôi mèo, sờ vào tóc thất thanh nói. Tại sao người phải gạt ta? Thì ra là thế, thảo nào. Nàng sờ soạn lên không trên đỉnh đầu, lấy lại tinh thần. Chỉ vào ngọc cốt trong lòng bàn tay y, run giọng khó trách người người lại có vật này ta chưa bao giờ có ý định gạt ngươi thời ảnh cao mày nắm chặt cây châm kia ta nghĩ lúc ngươi thấy ngọc cốt phải biết ngay rồi thì ra sự ngu đần của ngươi lại vượt quá tưởng tượng của ta chu nhan bị nghẹn họng đến nói không nên lời cây châm trong suốt sáng tỏ giống như miếng ngọc lưu ly băng tuyết đó là di vật của bạch phi hoàng hậu từ thời viễn cổ cho tới bây giờ chỉ truyền thừa duy nhất trong vương thất đế đô nếu như sư phụ không phải dòng dõi chính thất của đế vương thì tại sao lại có vật chân quý như thế vấn đề đơn giản như vậy vậy mà nàng cầu thả đến nỗi không thể nghĩ tới chắc phụ vương đã sớm biết rồi cho nên mới hết sức kính nể sư phụ như vậy thế nhưng những người lớn này vì sao vẫn luôn gạt mình vấn đề thứ hai thì sao nàng vội vàng hỏi giao nhân sẽ diệt không tang không thể nào thời ảnh nhíu mày giọng nói nghiêm khắc Người nghĩ ta sẽ nhìn lầm. Sư phụ nói vô cùng nghiêm túc, chu nhan nhất thời không dám trả lời, nhưng mà rất nhanh lại ý thức được nếu như cam chịu điểm này thì chẳng khác nào thầm chấp nhận sư phụ có thể giết chết Uyên, nên lại lập tức kêu lên. Không thể nào, giao nhân, giao nhân làm sao có thể diệt vong không tang chúng ta, bọn họ đâu có năng lực này. Bây giờ còn chưa có, nhưng 70 năm tiếp theo thì sẽ có rồi. Giọng nói của thời ảnh lạnh lùng mà bình tĩnh giao nhân lúc này vẫn chưa làm nên trò chống gì chẳng qua là bởi vì trăm ngàn năm qua vẫn không có người kế thừa huyết mạch hải hoàng xuất hiện như rắn mất đầu mà thôi thế nhưng vua của bọn họ hiện nay đã phủ xuống nhân gian này rồi cái gì chu nhan sửng sốt một chút thốt lên không có khả năng không phải tinh tôn đại đế đã giết đời hải hoàng cuối cùng đi rồi sao huyết mạch hải hoàng đã bị cắt đứt từ bảy ngàn năm trước rồi thời ảnh gật đầu phải Tinh tôn đế đã giết thuần hoàng, hải hoàng cuối cùng, đồng thời phong ấn nhã nhiên, chị em ruột thịt duy nhất của ông ta vào trong địa cung của mình. Thế nhưng, huyết mạch hải hoàng lại cũng không vì vậy mà đoạn tuyệt. Làm sao có thể? Nàng không thể tin được. Người, người đều chết sạch rồi mà. Huyết mạch và sức mạnh của giao nhân không được truyền thừa giống cách của người trên mặt đất chúng ta. Thời ảnh cũng không hề cười nhạo kiến thức của nàng nông cạn, chỉ bình thản nói huyết mạch của bọn họ có thể cách một đời thậm chí cách mấy đời chợt trở về thế gian này chu nhan ù ù cạc cạc mở to hay mắt có ho ý gì chứ mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh youtube kể chuyện đêm khuya